vài trăm triệu đồng cho một sợi dây chuyền xuất sắc từ vật trắng 750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lăng phải công phu tuyển chọn từng viên một. Wow! Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu một sợi dây chuyền mà Kỳ Lăng mới vừa thực hiện. Chất lượng thì chuyên nghiệp từ Kỳ Lăng rồi. Yêu cầu ở đây là mẫu mã và từng viên kim cương là phải chọn theo tiêu chí mà Kỳ Lăng hay chọn cho khách hàng đó. Đây là một sợi dây chuyền với full từng mắt dây là được đính từng viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, nhưng những viên kim cương này là đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch và độ phát sáng chiếu lấp lánh. Kỳ Lăng phải tuyển chọn từng viên, từng viên, từng viên, từng viên để cho đều hết. Và trọng tâm ở mặt chính của sợi dây chuyền này, hai bên em đưa lên cho chị, mỗi bên là 5 viên 4.5 ly, nhưng mà phải là 4.5 ly nước đi, tất cả thông số đẹp xuất sắc luôn cho chị. Và chính diện trọng tâm ở sợi dây chuyền đây là cái mặt, phải là 5.4 ly cũng phải xuất sắc cho chị. Chị không cần phải to, chị không cần phải hầm hố, nhưng mà chị cần chất lượng. Ở đây là chị muốn đeo vừa phải để nó hợp lý và tinh tế trong cuộc sống hàng ngày của chị đeo. Và 4.5 ly và 5.4 ly là chị thấy thoải mái, rất đẹp, mà chị muốn đeo để phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc cho chị, như em đã từng nói, từng giới thiệu, và chị cảm thấy như thế là hợp với chị rồi. Vâng chị, tất cả những cái yêu cầu đó hãy để cho Kỳ Lăng thực hiện, và chị hãy cho em một chút thời gian để em hoàn thiện và bàn giao đến tận nơi tận tay của chị. Và đây, ngày hôm nay đã kết quả đã có một sợi dây chuyền full từng mắt dây, full hết từ trước ra sau. Và chị ơi, em sẽ làm một cái điểm nhấn ở giữa hai bên, mỗi bên 5 viên này là một viên nữa chị nhé. Và có một cái điểm nhấn ở dưới là cái bệ đệm bên dưới này để nhìn giống như cánh hoa vậy đó, cái mặt nằm ở dưới thì sẽ đẹp hơn, xô xuống chứ không nối liền cái mặt vô thì sẽ bị dính một chùm, không có đẹp. Chị đồng ý chị Duyệt, và Kỳ Lăng nó thực hiện hoàn chỉnh, hoàn hảo 100% với tiêu chí tỉ mỉ, tinh tế và chất lượng.